Đây, mình sẽ làm cái món mực chiên giòn nha các bạn. Đây, món mực chiên giòn chấm nước mắm nha các bạn. Đó, đang chiên nha các bạn. Đây, mực chiên xanh rồi, bắt đầu mình sẽ mời các bạn ăn cùng với em nha các bạn. Ô, quá đã. Đây, chiên nha các bạn. Đây được mẻ rồi nha các bạn. Bắt đầu mẻ thứ hai nha các bạn. Đó, mực chiên giòn. Đó, mẻ thứ hai nha các bạn. Chết tim, chết tim, chết tim, chết tim. Ô, chào bạn các bạn. Mời các bạn cơm mày. Ăn cơm với mực chiên các bạn. Mực chiên giòn. Quá đã luôn. Miếng cơm đây bánh. Giòn quá chừng gãy răng nha. Giòn quá gãy răng nha. Ồ. Oh. Quá đã. Đã mình ha. Giòn giòn đã mình ha. Ừ. Chơi con mực thứ của mình. Còn khấu luôn á. Cơm đi. Đồ ngủ quá. Quá đã mình ha. Ừ. Ăn dọn cái khách khách nha. Chà chanh nha. Muốn cầm vô đây con. Rồi gắp đi mình. Gắp mấy miếng này mình ăn đi. Nè. Đẩy miếng mực nữa coi. Quá đã mình ha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn cũng muốn chán đây này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bán thịt nang gì á, nang. Ăn đi không? Đúng không? Mấy thằng đồ mà đi chạy mất em nè. Mày chạy ra rồi mày. Ừ, con có ở trung chuyển ra ngoài kia thôi. Có thật không? Chào các bạn ơi. Mình chào các bạn nè. Chào chào các bạn. Chào các bạn nha các bạn.